Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, liên tục 4 ngày trở lại đây, Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu nên trời nhiều mây vào đêm và sáng, còn trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, song nhiệt độ ít có sự biến đổi. Như tại Hà Nội, đều phổ biến quanh mức từ 28-30 độ, tiết trời không quá nóng bức, và trạng thái thời tiết như hiện nay sẽ còn kéo dài trong 24 giờ tới. Ban ngày đôi lúc hửng nắng yếu, gián đoạn, nên nhiệt độ cao nhất toàn vùng phổ biến từ 29-32 độ, khu Tây Bắc có nơi lên cao trên 33 độ. Tuy nhiên hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc, dịch dần xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ ngày mai, ngày 17 tháng 4, ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ ngày 16 tháng 4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Từ đêm ngày 16 tháng 4, ở vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng biển cao từ 2-3 mét. Ở miền Trung, trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng nhưng ở mức độ vừa phải, với nhiệt độ ở mức từ 29-32 độ. Ở một vài nơi vùng núi phía Tây, nhiệt độ có thể lên trên 34 độ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình tới Bình Thuận, trời nắng sớm hơn, nhiệt độ dao động quanh ngưỡng từ 31-33 độ. Sau đó cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm ngày mai ngày 17 tháng 4, trên khu vực cũng sẽ xuất hiện mưa dông rải rác ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, gió giật mạnh nên người dân cần hết sức thận trọng. Đây cũng là cảnh báo được đưa ra cho người dân vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay khi mưa rào và dông diễn ra rải rác tập trung tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Còn từ sáng tới trưa chiều trời có nắng, mức nhiệt độ sẽ tăng cao, dao động trong khoảng từ 32-34 độ tại vùng cao nguyên và từ 33-35 độ tại các tỉnh thuộc miền Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, giữa khu Tây Bắc là từ 30-33 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Nam Bộ, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, riêng phía đông bắc có lúc cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.